Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách tạo mã QR Facebook cá nhân hoặc là trang fanpage của các bạn nha. Thì hiện nay mã QR đang dần phổ biến trong cuộc sống thì các bạn có thể tạo mã QR Facebook để có thể đăng nhập mà không cần phải đăng nhập bằng mật khẩu nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Facebook của các bạn lên nha. Tiếp theo là các bạn hãy tìm cái tên gọi là QR ngay cái phần kênh lớp này nha. Là cái phần này này các bạn. Thì các bạn hãy hãy bấm vào cái phần kính lấp này nha. Thì sau khi mà bấm vào phần kính lấp này thì các bạn hãy tìm cái từ khóa là mã QR nha. Hoặc là các bạn bấm vào mã QR thôi cũng được. Mình sẽ bấm vào mã QR như thế này. Rồi tiếp theo là các bạn trên cái thanh tìm kiếm này thì các bạn hãy bấm là mã QR nha. Là bấm QR thôi các bạn. Mình sẽ bấm QR như thế này nha. Rồi mình sẽ bấm vào phần là QR code này. Thì nó sẽ ra cái phần là mã QR. Thì các bạn hãy bấm vào nha. Mình sẽ bấm vào. Thì mình sẽ nhấn vào cho phép khi dùng ứng dụng này nha. Trên điện thoại của các bạn á. Thì mình sẽ cho phép vào. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái phần là mã QR của tôi này nè. Thì mình sẽ chọn vào phần mã của tôi. Mình sẽ chọn vào phần này nha. Thì đây, thì các bạn có thể lưu vào điện thoại của các bạn hoặc là chia sẻ cái mã QR này hoặc là chia sẻ cái mã QR này cho người bạn của các bạn nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tạo mã QR Facebook cá nhân trên điện thoại rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.